Chào các em học sinh lớp 8. Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các em giải cái đề thi học sinh giỏi hóa 8 cấp huyện. Câu 4 ý 2. Hòa tan 9,2 gam natri vào trong 100 gam nước. Tính đồng độ phần trăm của dung dịch thu được. Ở bài này thì chúng ta bước đầu tiên là tìm mol natri các em nhé. Có NNA bằng khối lượng là 9,2 chia khối lượng mol natri là 23 là bằng 0,4 mol. Ý tiếp theo là chúng ta thấy thả natri vào nước thì natri sẽ tác dụng với nước các nhé, thành natri hydroxit và khí hydro và tính chất hóa học của nước. Bởi vậy chúng ta sẽ tìm tiếp mol nước NH2O bằng khối lượng là 100 chia khối lượng mol là 18 và cho kết quả là 5,56 mol. Cái này xấp xỉ em nhé, xấp xỉ 5,56. Thì tiếp theo là chúng ta nhớ rằng là khi natri gặp nước thì natri sẽ có phản ứng với nước. Phương trình phản ứng là Na cộng H2O tạo thành natri hydroxit và khí hydro cân bằng cho hai vào đây. Và chúng ta phải tìm ra chất thiếu natri hoặc nước để có tính theo phương trình phản ứng, đúng không? Ta có tìm tỷ lệ của natri này, mol natri 0,4 này, chia hệ số natri trong phương trình là 2 này, tỷ lệ của nước này lấy mol nước 5,56 này, chia cho hệ số của nước trong phương trình cũng là 2 này. Thì rõ ràng là 0,4 chia 2 thì bằng 0,2, 5,56 chia 2 thì bằng hơn 2 phẩy, đúng không ạ? Vậy là anh 0,4 chia 2 sẽ nhỏ hơn. Với tỷ lệ của một natri nhỏ hơn nên là natri sẽ phản ứng hết. Vậy Na phản ứng hết. Tính theo Na theo phương trình phản ứng, tính theo Na là 0,4 mol các em nhé, 0,4 mol. Na phản ứng thì sinh ra bao nhiêu mol NaOH, như vậy là Na là 2 mol thì NaOH sinh ra là 2 bằng nhau. Và khi Na là 0,4 thì NaOH sinh ra cũng là 0,4 mol NaOH. Ở đây có sinh ra khí hydro thoát ra ngoài, đúng không ạ? Theo phương trình là cứ 2 mol natri sinh ra 1 mol hydro, một nửa. Và vậy khi natri là 0,4 thì hydro sinh ra là một nửa, và 0,4 là 0,2 em nhé. 0,2 mol H2. Vậy là ở đây khi thả natri vào nước thì natri đã tác dụng nước tạo thành chất natri hydroxit và natri phản ứng hết, đúng không ạ? Chất thiếu. Mà trong dung dịch có chất NaOH tan trong dung dịch. Vậy chất tan trong dung dịch là NaOH.
khối lượng chúng ta tìm ra là bằng mol NaOH là bằng 0,4 này. Nhìn khối lượng mol của NaOH là bằng 23 cộng với 16 là 39 cộng 1 là 40. 0,4 nhân 40 là bằng 16 gram các em nhé. 16 gram. Như vậy chúng ta phải tìm được cái nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH, đúng không? Vậy chúng ta đã tìm được khối lượng chất tan là 16 gram. Tiếp theo chúng ta phải tìm được mờ dung dịch. Có mờ dung dịch NaOH. Ở đây chúng ta mang natri thả vào nước. Phải lấy khối lượng natri cộng với nước. Và có một chất khí hiđro bay đi, nhưng nó phải trừ đi khối lượng của hiđro. Thì khối lượng natri thăng thả vào là cho tính ra bằng đầu vào cho rồi bằng 9,2 gam, đúng không? Khối lượng nước là đầu vào cho là 100 gam. Và khối lượng hiđro bay đi là mol hiđro bằng 0,2 gam nhé. 0,2 đổi khối lượng là 0,2 nhân với khối lượng mol là 2. Mà kết quả có tìm ra bằng 108,8. Từ đây suy ra được nồng độ phần trăm của cái chất NaOH này thì bằng khối lượng của nó là 16, đúng không ạ? 16 gram. Chia cho khối lượng dung dịch 108,8 và được bao nhiêu nhân 100%, và nó có kết quả xấp xỉ 14,71%. Như vậy là chúng ta tìm ra được nồng độ phần trăm của dung dịch thu được. Vậy C phần trăm của dung dịch thu được là xấp xỉ 14,71%. Ở đây các em lưu ý là khi thả natri vào nước em nhé, thả natri vào nước thì natri đã tác dụng với nước, đúng không? Natri tác dụng với nước tạo ra chất tan là chất NaOH. Nên nếu em nào mà coi chất tan là natri là các em đã làm nhầm các em nhé. Khi thả natri vào nước thì natri đã tác dụng với nước, natri không còn nữa, và sinh ra một chất mới là chất NaOH, natri hydroxit, và chất này tan trong dung dịch nên là chúng ta phải tìm được nồng độ phần trăm của cái chất này, đúng không ạ? Các em lưu ý một chút như vậy là các em sẽ tìm được cái đáp số của bài này. Và cái lưu ý thứ hai là muốn tìm khối lượng dung dịch thu được ấy, các em hãy lấy khối lượng của những thứ bỏ nhau cộng lại và trừ đi khối lượng của chất bay hơi hoặc chất kết tủa. Ở bài này khối lượng dung dịch bằng khối lượng natri bỏ vào nước, đúng không, thì cộng khối lượng của nước và không có chất kết tủa, chỉ có chất khí bay đi là khí hiđro, nên chúng ta trừ đi khối lượng hiđro là ra đã khối lượng dung dịch là 108,8 gam. Video này thì kết thúc ở đây. Ở video sau thầy sẽ dẫn các em những bài giải khó về hóa học, đề thi của các huyện khác. Thân ái chào các em, chúc các em học tốt.